Xin chào mọi người, bạn tốt của các bạn đây. Hôm nay tôi sẽ kể về một bé gái từ khi sinh ra, trên người đã mọc đầy lông, bị người khác xem như một quái vật. Câu chuyện xảy ra tại Na Uy vào thế kỷ trước. Vào đêm băng tuyết trắng xóa, có một thai phụ sinh non. Dù bác sĩ đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể cứu được người mẹ, mà chỉ cứu được đứa bé. Và kỳ lạ là toàn thân của đứa bé này mọc đầy lông. Chồng của thai phụ, Gustav, là trưởng ga tàu hỏa có tiếng ở khu đó. Gustav chứng kiến vợ mình chết do khó sinh. Trên người con gái lại còn mọc đầy lông như quái vật. Suýt chút nữa, ông đã kêu người hầu đem vứt bé gái đi. Gustav một mình trong phòng suy nghĩ rất lâu. Ông cảm thấy đứa bé mới chào đời đã đem lại bất hạnh cho cả nhà. Suy cho cùng, nó cũng là con gái của mình, nên cuối cùng ông vẫn chấp nhận cho cô bé đặc biệt này. Nhưng Gustav vẫn rất e ngại về vẻ bề ngoài của con gái. Ông không muốn để người ngoài biết con mình là một quái vật. Vào ngày tang lễ của vợ, Gustav nhờ cha xứ tiến hành lễ rửa tội cho cô bé và đặt tên cho nó là Eva. Ngoài người nhà, bác sĩ và cha xứ thì không một ai hay biết được sự tồn tại của Eva. Phóng viên Jan đã để ý câu chuyện này có gì đó bí ẩn. Gustav đã thuê bảo mẫu để chăm sóc cho Eva. Lúc đầu, Hanna cũng bị ngoại hình của Eva làm cho hết hồn. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, cô cũng đã chấp nhận Eva bé nhỏ. Một ngày nọ, Hanna mở cửa, vô tình để Swammerdam nhìn thấy bộ dạng của Eva. Ông ta kinh ngạc, tiện mồm đem chuyện này kể với tên Jan. Ngày thứ hai, Jan đăng chuyện này lên báo, khiến Gustav trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trỏ, soi mói. Người dân vây quanh nhà ông rất đông, họ đều tò mò muốn nhìn thấy bộ dạng của Eva. Gustav rất tức giận, không cho phép Hanna bế con gái đến gần cửa sổ, càng không thể đi ra ngoài. Khi muốn dẫn Eva đi tản bộ, cô bắt buộc phải đi theo con đường mà ông đã chỉ định. Hôm nọ, bác sĩ nói với Gustav rằng có một giáo sư tên là Stroim đến từ thành phố lớn muốn gặp Eva. Trong lòng Gustav nhen nhóm một tia hy vọng. Thế nhưng Stroim lại nói rằng tình trạng của Eva là do rối loạn phát triển tóc và y học hiện nay vẫn chưa có cách chữa trị. Thời gian thấm thoát trôi qua, Eva cũng dần lớn lên. Cô luôn khao khát nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nhưng cha luôn cấm cô ra khỏi nhà, thậm chí đến cả cửa sổ cũng không được đến gần. Nếu không nghe lời, cô sẽ bị nhốt vào bóng tối. Ngay cả đến lễ Giáng sinh, Eva cũng không được phép tham gia. Cô đã lớn lên trong một môi trường sống như thế. Vì không nỡ để con gái buồn rầu, nên Gustav đã mua cho Eva một bộ quần áo mới để dỗ dành cô. Sau khi sửa soạn đẹp đẽ, Gustav dắt tay con gái đến buổi tiệc Giáng sinh. Mọi người xung quanh tuy cố tỏ ra thân thiện, nhưng thực chất trong lòng rất kỳ thị Eva. Thậm chí còn có nhà ảo thuật trêu Eva đeo chiếc mặt nạ, khiến cô trở thành trò cười cho mọi người. Eva cảm nhận được mọi người đang chế giễu mình, cô đánh nhà ảo thuật rồi cùng ba rời khỏi bữa tiệc. Kể từ hôm đó, cô càng ngày càng có những biểu hiện tiêu cực, trở nên cáu kỉnh, cố tình làm sai và bị ba la mắng. Khi bị nhốt vào phòng tối, Eva giết thời gian bằng cách tưởng tượng ra những con số. Gustav nhận thấy Eva thông minh hơn những đứa trẻ khác. Sparky không những không kỳ thị Eva mà còn tặng cô bảng mật mã Morse. Eva vốn rất thích những con số nên cực kỳ hứng thú với nó. Cô tận dụng hết thời gian của mình để học cách sử dụng mã Morse. Eva nói với ba rằng cô muốn trở thành một điện báo viên, còn lén lút chạy đến phòng điện báo. Gustav đã rất tức giận khi biết Eva chạy ra ngoài nên lại nhốt cô vào phòng tối. Bảo mẫu Hanna nói chuyện với Gustav, bảo rằng Eva cần được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Nhưng Gustav vẫn chưa quên vụ tiệc Giáng sinh. Sau một hồi tranh cãi, Hanna đã bị đuổi việc. Eva vì rất yêu quý Hanna, cô chống đối bằng cách dùng dao cạo lông của mình và tự làm thương bản thân. Gustav hết cách, đành phải đến mời Hanna quay về, còn tặng cả máy điện báo cho con gái, cũng không ngăn cản cô qua lại với Sparky. Sparky dạy Eva cách dùng điện báo để biết thêm về thế giới bên ngoài. Dần dà, cô ngày càng hoạt bát hơn. Qua thư mời, Hanna tìm được trường học cho Eva. Tuy rằng ở trường Eva bị tất cả các bạn bè kỳ thị, cô lập, nhưng từ nhỏ, Eva đã rất kiên cường nên cô bé mặc kệ những chuyện đó. Cho dù có bị sỉ nhục như thế nào, thì Eva cũng vẫn nói với cha rằng ở trường cô rất vui vẻ. Bởi vì Eva khát vọng được học hỏi, được tự do và cô không muốn đánh mất cơ hội này. Vài năm sau, có một buổi nghiên cứu về bệnh da liễu diễn ra tại thủ đô. Gustav đã dẫn Eva đến đó để thử vận may. Nhưng các chuyên gia ở đó lại không hề quan tâm đến cách chữa trị cho Eva. Ngược lại, họ tỏ ra tò mò vì bộ dạng đặc biệt của cô. Họ chỉ coi Eva như là một vật thí nghiệm. Điều này khiến Gustav nổi giận, lập tức đưa cô về nhà. Qua chuyện này, Eva càng chán ghét cơ thể của mình hơn. Cô đập nát khung ảnh của mẹ, gào khóc tự hỏi sao mẹ lại sinh ra mình. Ngay cả đến việc mở lời với cậu bé mình thích, cô cũng không dám. Khoảng thời gian Eva cùng ba đến viện dưỡng lão, cô đã quen Ruth, một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Ruth nói với Eva rằng nhan sắc chỉ là nhất thời, cái đẹp thật sự không nằm ở vẻ bên ngoài. Lời động viên của Ruth đã giúp Eva có thêm can đảm để tỏ tình với người mình thích. Không ngờ rằng cậu bạn đó sớm đã có bạn gái.
Còn người bạn thân duy nhất, Sparky, vì ga tàu thiếu hụt ngân sách, phải gánh tội oan nên bị ép nghỉ việc, rời khỏi quê hương. Ngay cả lời từ biệt, Eva cũng chưa kịp nói, chỉ có thể chạy theo cậu từ phía sau. Cuộc sống của Eva từ đó trở nên cô độc, bơ vơ. Cho đến một hôm, Eva gặp được một chàng trai, người cũng đầy lông như cô trong một gánh xiếc. Eva đã rung động. Tuy Gustav từ chối lời mời của đoàn xiếc, nhưng Eva đã tự rời khỏi nhà, đến làm kẻ mua vui tại đoàn xiếc. Cô đi theo đoàn di chuyển khắp nơi. Người trong đoàn xiếc này đều có vẻ ngoài kỳ dị. Eva cảm nhận được sự bình đẳng ở đây, bởi vì mọi người đều có khuyết điểm về ngoại hình nên họ rất thông cảm và hiểu cho nhau. Và cũng tại nơi đây, Eva chấp nhận con người thật của mình. Cô tin rằng nếu bản thân sinh ra đã khác biệt thì chắc chắn sẽ có con đường riêng cho cuộc sống của mình. Thế là Eva vừa đi biểu diễn, vừa tiết kiệm tiền, cố gắng học tập bằng sự nhạy bén trời sinh với các chữ số. Chỉ vài năm sau, Eva đã trở thành một nhà toán học. Cô mạnh dạn thuyết trình nghiên cứu trước nhiều nhà toán học hàng đầu. Họ không nhìn cô với ánh mắt kỳ thị, thay vào đó là sự tôn trọng và nể phục. Eva quay trở về nhà khi cô nhận được tin ba qua đời. Hannah cho di vật Gustav để lại cho Eva. Trong tập tài liệu đó có rất nhiều bức ảnh chân dung của Eva qua mỗi giai đoạn. Tất cả đều là những dáng vẻ thường ngày của cô. Eva bật khóc, hiểu ra rằng ba cô tuy khá cực đoan trong cách dạy dỗ con cái, nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương của một người ba dành cho con. Eva đã đặt chân lên chuyến tàu lửa đi tìm một thế giới rộng lớn hơn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Trên thế giới có rất nhiều người vì một khuyết điểm nào đó đã phải sống dưới cái nhìn khác thường của mọi người. Họ phải chịu nhiều đau khổ hơn người bình thường. Nhưng cũng chính vì thế, họ luôn có một ý chí kiên cường, không chịu thua trước số phận. Người có ngoại hình đẹp thì ở đâu chẳng có. Nhưng người có một tâm hồn thú vị, thông minh thì không phải là nhiều. Vẻ ngoài tuy là yếu tố bẩm sinh nhưng nó không phải là sự tồn tại duy nhất. Cuộc sống đã cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, nhưng nó chỉ tuyệt vời khi chúng ta biết được giá trị sống của chính mình. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh của chúng mình để nhận được thông báo sớm nhất khi có những video mới nhé. Bye bye!